Này Cương, ăn đi ơi. Chào chưa? Con chào chú. Chào chú chưa? Anh Quân ơi. Được. Hả? Bán cho em ít đồ. Ừ. Lấy gì hôm nay, lấy gì? À, lấy bát đũa này, giá để bát này nhiều lắm. Nói chung là bát con này. Muôi thì các kiểu luôn. Ừ. Đủ mà. Bây giờ anh cho em một cái hộp đó. Hộp có. Bây giờ cứ nhận ra trước. Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhá. Đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi mua đồ cho nhà em Pó nhá. Em Pó là ở một mình cái nhà thông vách ấy. Đấy. Hôm qua là có chị Bảo Ngọc Hàn Quốc, chị gửi cho mình số tiền là 1 triệu đồng để mà đi mua đồ này cho em. Lấy bao nhiêu cái bát? À, lấy chục cái đi anh. Chục cái. Anh đóng vào một hộp cho em nhé. Ok. Đĩa cũng lấy chục à? Đấy, đấy mỗi loại. Okay. Mỗi loại 5. Bát tô. Bát tô thì lấy cho em 5 cái. Thì cháu gái đấy là ở một mình thôi mà. Tô này nhá. Đấy đấy, lấy lại tô trắng, tô dày ấy. 5 cái à? 5 cái thôi. Rồi, ok. Thìa này, muôi này. Dúa có lấy không? Có anh ạ. Lấy loại dúa này trong đây nào? Đâu, lấy cái nào nó... Ô không, cái nhựa này không, không. Lấy cái loại... Đâu đâu, em xem nào. Ở đấy loại này cũng được. Lấy loại đen này. Lấy loại đen đi. Loại này đi. Cho nó đẹp tí. Loại này, loại này bền không anh? Nó có vênh không? Không, thoải mái. Loại này được đi. Thì lấy bao nhiêu cái? Thì lấy cho em 5 cái, lấy cho em một cái muôi nữa. Lấy anh lấy thìa inox cho em đấy. Lấy toàn đồ inox rồi. Cho em một cái xá để bát này nữa này. Mấy cái kia nhỉ? 5 cái à? 5 cái. Mấy đông lấy lại tốt nhá. Ừ. Nhớ 2 cái muôi đi. 2 cái muôi mới đủ được. Xem còn thiếu cái gì nhỉ? Đâu nhỉ? Dồ giá lấy không? Dồ giá thôi. Anh cứ lấy nguyên đồ bát đũa xong xong nồi thì có rồi này. À lấy cái giá để bát này anh này. Lấy cho em lại lần trước anh lấy cho em ấy. Lần trước là lấy loại nào nhỉ? Em quên rồi. Loại 150.000. Đâu? Loại này à? À loại này cũng được. Inox đúng không anh? Inox. Ok. Đấy loại inox này. Lấy cho em cái rẻ rửa bát nữa đi. Cái cọ nồi nữa anh ạ. Tỉnh đi đâu về đây? Đi đâu ấy? Em đi chơi mà. Đi chơi à? Vâng, đi bộ đấy. Đi đâu về đấy? Đi chơi mà. À kìa. Ngày nào cũng đi bộ này à? Em á? À. Ngày nào cũng đi mà. Ngày đi được mấy chục cây số? Ngày á? Ờ. À. Ngày thì tùy rồi, thế kia thì xa, thế kia ở gần thì ở gần thì đi khoảng được tầm 7-8 lần, ở xa thì đi càng đi xa hơn. Đi xa là đi mấy cây số? Đi xa, đi trước thì hay đi đến tận Sơn Dương. Đi tận Sơn Dương, Tuyên Quang? Vâng. Thế có biết đường về không? Biết đường về thì mới đến ngày hôm nay. À. Vâng. Thế đi gần nhất là đi đâu? Đi gần nhất á? Thì dòng địa bàn thôn. À địa bàn thôn à? Vâng. Ngày đi khoảng bao nhiêu cây số?
ngày đi khoảng đủ đi ngày á? Một ngày đấy. Mỗi ngày em đi đến cửa khẩu Thanh Thủy là về. À lại về à? 20 cây à? 20 cây. Đều như vắt chanh à? Vâng. Có hôm đi tận Yên Minh còn uống chỉ uống nước lọc thôi. Đấy. Uống nước lọc. Thế ăn cơm ở đâu? Đi nơi ăn cơm ở đâu? Không người sợ. Ta cho suối. Người ta cho suối à? Vâng. Thế đi xong có nhớ đường về không? Thì đường về em nhớ nhưng mà bảo bổ thì Yên Minh về tận nhà thì xa quá không về được, phải về bằng xe cá. Ai dạ. Vâng. Thế họ cũng cho đi à? Hả? Họ cũng cho đi à? Họ có tiền không? Họ có trước thì em đi các nơi thì em người ta cho em thì em mới bắt xe được về mới đến ngày hôm nay. À vâng. Nếu mà không về thì đã mất tích lâu rồi đấy không? Không, nếu em không về được thì có khả năng em nhìn ở chỗ đấy không có gì ăn em sẽ kiệt sức mất. À kiệt sức à? Vâng. Ăn bánh mì không? Ăn bánh mì không? Em ăn ở nhà rồi. Ăn cơm ở nhà rồi à? Nhà rồi. À, ăn ở nhà xong mới đi à? Ở nhà xong mới đi. Sáng mấy giờ dậy đi? Sáng á? Ờ? Sáng 6 giờ kém mà em ở nhà đi chơi. À, 6 giờ kém là đi rồi à? Ờ, 6 giờ kém là đi. Tối lại về? Tối lại về. Trưa không về à? Trưa không về ăn cơm à? Trưa vẫn về chứ, trưa vẫn phải về chứ. À, vẫn về à? Đi bộ mòn hết cả dép. Em á? Đó. Không, cái giường thì dép mòn. Dép vẫn đi được. Có mua dép mới không? Cho một đôi. Em mới không dép đấy, em vẫn còn chưa rách mà. Chưa rách à? Hôm nào rách cứ ra đây nhá. À, hôm nào rách hàng ngày. Ồ. Vâng. Đây gọi là thánh đi bộ. Phải không anh Quân? Anh này là cứ là đi bộ thôi. Đi bộ nhưng mà vẫn nhớ được về nhà. Vâng. Đi bộ xa nhất là đi Sơn Dương Tuyên Quang à? Yeah, Sơn Dương Tuyên Quang là xa nhất. À. Vâng. Xong bắt xe về là đi bộ về. Bắt xe thì Sơn Dương về. Ai già. Bảo đi bộ thì Sơn Dương về có khả năng em không thể về từ đấy về như đến nhà được rồi. Đúng rồi. Vâng. Thế có tiền bắt xe à? Người ta bắt xe cho, người Sơn Dương bắt cho. À. Vâng. Khác có người bắt xe cho. À, người bắt xe cho. Thế đi bộ như thế làm gì? Thì ở nhà đi mệt bữa xưa đi. Sơn Dương chưa về chuyến. À. Vâng. Không nghỉ mỗi sàn dưỡng mà các chỗ đều người ta bắt xe cho về hết rồi. Chỗ nào đi họ cũng bắt xe cho về. Vâng. Người ta bắt xe cho về sở em kiệt sức không về được. Người ta bắt xe cho về đỡ phải về bổ kiệt sức. À vâng. Thế vâng. Sướng nhờ. Vâng. Hôm qua con bảo là hộ khẩu đi ví đấy. Đi đi đâu? Hộ khẩu đấy. Em ôi, không hút thuốc nữa. Không hút thuốc nữa. Vâng. Hỏi. Vâng. Em thì ăn bánh mì không? Không em nói rồi. Em thì lao hộ khẩu ở Trung Quốc một quyển nhưng mà không có ai làm cho. Đình đi làm số hộ khẩu đi Trung Quốc á? À? Không phải, làm hộ khẩu Trung Quốc một quyển nhưng mà người ta không làm cho. Có chứng minh đâu? Có chứng minh không? Chứng minh thì trước em làm ở lần giấy rồi. Đấy à? Làm giấy rồi. Làm giấy mẻ cái chứng minh thư của mình đi bực kìa. Bây giờ vào Trung Quốc mà đi nước ngoài cũng khó khăn. Thế có biết anh này là tên là gì không? Anh Quân. Chào nhá. Nói ngày nào anh em chả gặp nhau. Vâng. Hôm nào cũng vào đây hút thuốc phải không? Làm 10 ly một lúc. Ngày nào cũng vào đấy. Ở đây lúc nào cũng phải 10 ly. Vâng. Đây giới thiệu với các bác, đây là thánh đi bộ. Ngày đi mấy chục cây số, hôm nào cũng phải đi đều như vắt chanh. Thế đi này không mệt à? Em á? Ờ. Em hay tập thể dục? Không phải tập thể dục mà thích đi chơi. À, thích đi chơi à? Vâng. Thích đi chơi thì đi thôi gì? Thích đi chơi thì. Thế trời nắng phải đội mũ vào. Trời nắng em cũng trời nắng em lại vào chơi dầm nghỉ rồi em mới đi tiếp. À, vâng. Thế em biết nghỉ đấy nhỉ? Vâng. Thế được đấy. Vâng. Em đi biển cả mười một mười hai tỉnh mười mấy mười ba mười bốn huyện. Đi được 11, 12 tỉnh. Vâng, 13, 14 huyện. Anh già. Vâng. Thế có định đi sang nước ngoài không? Nước ngoài em mới đi Mỹ. Đi Mỹ rồi á? Vâng. Đi bộ á? Không, bảo là em mới đi Mỹ vẫn chưa đi. À, đi muốn Mỹ. Muốn đi Mỹ vâng, đi. Muốn đi Mỹ. Nhưng mà chưa đi được. Sân bay Nội Bài đi cơ. Ui, vì quá đại dương mà. Đúng rồi. Vâng, quá đại dương nó mới sang Mỹ được. Ai đi bằng máy bay? Máy bay không bơi được à? Bơi có làm sao ai bơi được đại dương?
bây sống Hà Nội không nổi sao bây giờ Đại Dương. Đúng rồi. Vâng. Ôi ướt quần rồi, Phương bị ướt quần rồi. Để anh đóng hết vào cho em nhá. Tí em bao tiền thanh toán. Đâu nhớ bát con này. Tô này. Muôi này. Anh Quân ơi. Anh cho cái hộp bẹp bẹp cho em một tí được không? Được, tí em ơi để ở trước xe của em ơi. Xong tí cái giá inox này thì em buộc đằng sau xe em. Ok nhá, tí anh làm bẹp bẹp cho em tí. Thế hôm nay định đi đâu? Hôm nay em mới chở trong làng rồi. Thế tí định đi đâu? Đấy, tí đi đâu hết, cũng mới ở trong làng. À thế hôm nay là đi bộ trong làng thôi gì? Vâng, đi bộ trong làng. Không đi xa đâu gì? Đi xa luôn. Mưa là đừng đi xa. Vâng. Mưa với nắng đừng đi. Vâng. Đói cơm ngất dưới đường ấy. À vâng. Nhá. Vâng. Đi xung quanh trong làng này thôi. À vâng. Nhá. Vâng. Không đi xa đâu nhá. Vâng. Họ bắt cóc đấy, bắt mà đi nữa, bắt đi nắm, bán đấy. Bây giờ em muốn nắm thì Mỹ một chuyến nhưng mà không đi nổi. Hôm nào bảo anh Quân đưa đi. À thế ạ. Anh Quân vẫn mới làm đi mà. Chuyến du lịch nhỉ, anh em đi. Du lịch à? Đi du lịch Mỹ một chuyến. Đi du lịch Mỹ một chuyến. Hết khi chuyển hộ khẩu đi Mỹ cũng được. Chuyển hộ khẩu đi Mỹ ở cũng được. Thì anh Quân đâu, anh Quân vẫn mới chắc đi đấy. Đợt nọ đàn nọ con bảo đi du lịch ở Mỹ nhưng mà cho toàn phụ nữ đi đấy. À, cho toàn phụ nữ trong họ đi. Cho toàn phụ nữ trong họ của em đi Mỹ một chuyến. Ừ. Vâng. Nhưng mà đi Mỹ làm gì? Nhưng mà đi bên Mỹ làm gì? Đi Mỹ đi Mỹ đi Việt Nam ở bên Mỹ. Đi làm bên Mỹ á? Nhưng mà làm cái gì? Bên Mỹ. Đi sang bên đấy làm cái gì? Chẳng có việc đi làm nhỉ? Chẳng có việc gì là làm không này, nhân viên. À, chẳng có việc gì nhỉ, không làm ở bên đấy có nhỉ, không có hay không. À. Vâng. Đi việc Mỹ nhẹ thì không chuyến. Có đâu. Hả? Sao? Việc nặng lắm, sang bên đấy đấy. Toàn làm việc nặng thôi, không có việc nhẹ đâu. À thế. À. Nên là đừng đi nữa nhá. À. Ở Việt Nam thôi. Em muốn đi Mỹ. Em muốn đi Mỹ chuyến một chuyến. Em muốn đi Mỹ cơ. Vâng. Ăn bánh không? Em ăn rồi, em ăn ở nhà rồi. Cầm thì đi đường ăn. Em ăn ở nhà rồi, em ăn cơm ở nhà rồi. Lúc nào đói thì ăn. Dạ. Yeah. Yeah. Đút vào túi đấy nhá. Vâng. Lúc nào đói thì ăn nhá. Vâng. Đấy, để đấy. Lúc nào đi đói thì ăn. Vâng, vâng. Sao anh? Mâm à? Mâm có rồi anh ạ, không cần đâu. Chiếu. Chiếu cũng không cần, chiếu cũng có rồi. Đây anh cứ gói chừng này cho em chưa? Bên này có cái giá inox này là ok đúng không? Không sợ đâu. Thiếu cái gì hôm nào lại mua tiếp? À, thiếu lúc nào lại mua sau. Đồ dùng trong nhà một mình đó mà. Một đứa em nó cứ dùng mà. Nó ở một mình à? Ở một mình. Bố mẹ mất hết ai mà thế nào? Toàn dùng bát đĩa nhựa thôi. Toàn dùng âu nhựa thôi. Bố mẹ nó mất à? Bố mẹ bỏ đi đâu rồi? Bố cũng bỏ đi hết rồi. Bỏ đi được 10 năm rồi mà. Căng nhỉ. Thế họ có thể bỏ đi được nhỉ? Thế em lấy cái bánh kia cho tỉnh. Cái bánh kia. Đấy. Thì anh tính tiền luôn cho anh. Rồi. Thi thoảng anh đến đây vẫn cho suốt mà. Đợt nọ cho đôi dép đây. Hôm trước đi bộ phía đôi dép của ông mòn mòn bây giờ lại đổi dép rồi. Dép em đi nhiều quá nó chả rách. Đi bộ nhiều quá chả rách. Đi 4-5 cây số thôi ông đi ngày hàng 30-40 cây số đi chả rách. À vâng. Bây giờ đi ít thôi, đi trong làng thôi nhá. Em mới điểm ý xem ở đấy có hay không. Vâng. Ở đấy chả có gì hay đâu mà. Mỹ toàn làm ruộng thôi mà. Dù mấy người sống lại đi mà chuyến. Ôi không đi đâu. Ở trong làng rồi bên đấy nhiều ruộng lắm. Nó bắt làm ruộng đấy. Bên đấy họ bắt làm ruộng chết. Bắt đi cày thái châu. Đi cày thái châu ấy. Anh không đi Mỹ đâu nhá. Ở Việt Nam thôi, ở làng thôi. Ở làng mình còn vui. Đi làm gì xa lắm. Vâng. Đi tán gái thôi.
xem thì mới là xem mà có hay không, xem thành phố thì ruộng mới một chuyến. Anh à? Vâng. Ôi, lên đấy toàn ruộng thôi. Ruộng đó. Á? Ờ, làm ruộng là nhiều đó mà. Là đi làm gì? Họ bắt cày thay trâu ấy. Vâng. Nhá. Vâng. Chỉ ở trong làng thôi nhá. Vâng. Cầm bánh kìa. Em về nhá. Ờ, em về đi. Luôn nhá. Ờ, về vâng. Nhá, đừng vâng, đi xa vâng. Nhá. Vâng, vâng. Họ bắt đấy. Vâng. Đây 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 đây. Đây tổng. Rồi, thiệt hại của chú đây. 325.000. Ok. Đấy, mua hết bát đũa hết 325.000. Tí còn đâu thì sẽ đi mua thức ăn lên cho nhà em ấy. Nhà cháu thôi, người ta gọi bằng cháu. Cháu ấy tên là Pó. Trai à? Không, con gái tên là Pó. Để anh gửi đi. Rồi, em xin nhé. Tí nữa em qua lấy nhanh nhá. Rồi, để đây. Tí nữa em đi lên thì em qua lấy. Thế là tí đi ăn cơm xong mới đi à? Vâng. Đấy, giờ thì mình đã đến nhà trưởng thôn rồi. Nhưng mà vì đường hôm qua mưa, với lại sáng nay cũng mưa nên là đường trơn không thể lấy xe xuống đấy được. Thì mình vừa gọi trưởng thôn ra đây. Trưởng thôn đang đi lên đây rồi. Đây, xe để hết ở đây. Đây là đồ mà sáng nay mình đi mua cho em Pó. Bát đũa các kiểu, mì tôm này, với cả một ít thịt. Tí số tiền thừa còn lại thì mình xuống sẽ đưa cho em. Rồi, em chào anh Ước nha. Hôm nay nhìn có vẻ yếu đuối đấy. Mệt quá không này. Mệt á? Sáng nay đi làm gì? Sáng nay em xây cái chuồng lợn thôi. Hôm nay xây chuồng lợn ở nhà. Vâng. Xây ở đoạn nào? Ngay cái chỗ lám kìa, ngay chỗ cái chuồng kìa, ở trên chỗ gần chuồng trâu kìa. Gần chuồng trâu đi. Sát chuồng bên đấy luôn à? Em làm ngay trong cái chuồng trâu. À đây rồi, cố đây rồi. Vừa về à? Vừa về. Đi từ hôm qua rồi à? Ờ. Đi làm gì ấy? Em đi tàu bán, đứng em gọi lên. Hôm nay anh mua đồ vào cho cháu của em. Ừ. Có một chị bên Hàn Quốc đó, là chị gửi cho anh 1 triệu là mua bát đũa này. Với cả ít thức ăn lên cho cháu của em ấy. À. Cháu Phó đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Ừ. Thì tí tiền số tiền thừa thì anh sẽ đưa lại cho cháu nhá. Vâng. Em đi về đi. Đây đi đường này này. Lùi một tí. Nhưng mà trơn không đi được đâu. Đi nhờ, để đi nhờ. Để bên cạnh kia kìa. Đấy xong hộ B đi luôn. Thế hôm qua đi từ mấy giờ? Lên từ lúc 5 giờ. 5 giờ chiều à? Hôm qua lúc mà anh gặp em bơm xe kia phải không? Ừ. Thế thế một bê hộ anh cầm cái này xuống luôn. Ừ, chả biết hôm nay cháu ở nhà không? Cháu vừa đi cắt cỏ châu. Đi cắt cỏ châu á? Ừ. Sáng nay một mình trưởng thôn cắt xây à? Vâng, một mình cắt xây. Xây chuồng lợn à? Vâng. Xây to không? Không, một gian cũng bé thôi. Bao nhiêu gian? Một gian thôi, em xây một gian. Một gian rồi, sao không xây 2 gian đi? Em xây bây để giờ nuôi nhiều ấy. Cái bây giờ đống đất kia chưa giải phóng được nên làm em làm tạm thế để con giống nó đẻ. À, làm tạm thôi chứ? Tạm thôi. Cho con nái đẻ à? Con nái đẻ. Con nái chuẩn bị đẻ rồi à? Chưa, chắc phải 1-2 tháng. 1-2 tháng nữa cơ? Đang được 2 tháng, đang được hơn tháng tí. Thế em lấy gạch ở đâu xây? Cái gạch ở trước cửa, trước em là cái nhà bếp đi thừa ấy. À, làm nhà bếp thừa nên là xây luôn chuồng lợn à? Vâng. Đi đường này à? Vâng, đi đường. Thế lần trước anh cứ đi đường dưới này. Đường dưới nó vòng quá. Đi đường này gần hơn nhỉ? Mới hôm qua dính mưa, hôm nay lại ho rồi. Qua vẻ mưa. Ừ, hôm qua mưa mà, mưa phùn. Cái
đường này. Chán đời nhờ, nhìn đường này. Trơn thật đấy. Mỗi lần đi lên đây là quần là ướt là bẩn hết. Đoạn này cũng không dám bước đi. Sợ trượt chân. Chào anh ạ. Ờ, anh chào em. Làm gì ấy? Đang làm cơm ăn ấy. Đang làm cơm ăn à? Ăn món gì ấy? Ây da, sợ quá nhỉ. Đừng dọa nhau nhá. Ê, cái tên phần đồ này ông nội lấy ở đâu nhá? Đâu? Không, cái vách này ông nội em bảo không có thì lấy cái tấm phần đồ chế tạo. Buộc vào đây à? Buộc vào tấm phần đồ này á? Vâng. Đấy. Nhìn có vẻ bung điên quá nhỉ. Nhưng mà cái này nó vẫn hở toang toác đấy. To mà. Buộc polo vào tạm à? Buộc polo vào tạm. À, phát này là không thông nữa nhờ. Đúng rồi. Buộc này liều có đảm bảo không? Chán. Ai buộc cho đấy? Cô à? Đây là bà. Bà buộc cho à? Ừ, bà buộc cho. Buộc này nhìn điêu quá nhờ. Nhìn nghiêng nghiêng ngả ngả đấy. Lại còn lấy cả dây vải buộc này. Đông điều quá, sợ. Ôi, đừng chạm tí dụng đấy. Đang nấu mèn mén đi à? Ừ. Có bát canh rau đây. Đâu, cháu đi đâu rồi? Cháu đi các quả trong chưa về. Đi lâu chưa nhỉ? Sắp về chưa? Sắp về rồi, vừa bảo vợ đi đón. À, bảo vợ đi đón à? Ừ. Cắt nhiều lắm mà sao mà bảo vợ đi đón? Cắt ít thôi, cắt cho ông hổ. Hôm nay bố vợ vừa xuống viện và không có người cắt thì bảo hổ đi cắt. Ờ, thế đợi cháu về đó nhá. Được. Hôm nay là anh mua cái đồ này lên là của chị Bảo Ngọc nhá, chị ở Hàn Quốc ấy. Là chị gửi cho anh 1 triệu. Thì sáng nay anh mua đồ. Mua đồ giá bát này với cả bát búa ở trong hộp ấy. Đâu nhỉ, cái hộp đâu nhỉ? Hộp ở đây đấy, hộp đằng sau em đấy. Thì mua cả một ít thức ăn thịt lợn với cả mì tôm lên cho đấy, lên cho cháu ấy, cháu em ấy. Vâng. Thì là tí tiền thừa thì anh sẽ đưa lại cho cháu của em nhá. Vâng. Xong là cần thiết gì thì đi mua. Vâng. Tí đợi cháu về đã. Vâng. Chứ anh không đưa cho em đâu nhá. Vâng. Có nói gì không? Không ạ. Không nói gì à? không biết phát biểu cảm nghĩ gì à? không nói được chú không nói được à? Ừ. Nói đi. Cảm ơn chị Ngọc cảm ơn chị Ngọc cũng hỗ trợ bên nhà mình cháu khó khăn. Bên nhà em thôi, chị ấy cũng hơn tuổi mình tí thôi. Cảm ơn chị Ngọc nhá. Cảm ơn chị Ngọc. Cái này giờ không đi hết à chú? Chú đi chạy à? Sao lại chạy thế? Chú có làm gì đâu. À, trưởng thôn ơi. Vâng. À, có một cô giấu tên, cô có gửi cho em 200.000. Vâng. Đấy, con cô giấu tên nhá. Cô gửi cho em 200. Vâng. Cho em cảm ơn chị với lại em người lời chúc. Cô đó không phải là chị. À, cô à? Ừ, đây nhá, anh đưa nhá. Vâng, em xin với lại em gửi lời chúc sức khỏe gia đình của cô. Luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cô ấy giấu tên nên là anh không nói tên. Vâng, thế cho em cảm ơn cô. Cháu ấy chưa về nhỉ? Tí chú đường dế, anh em mình dế xuống đi. Đi cắt cỏ trâu xa thế cả. Xa đấy. Ngay cái chỗ cắt, chỗ cái ông nội anh em mình ngồi đấy. Chỗ
hai cầu cái này. Thế là bình thường à, đi kia rồi, kia rồi, kia. Đấy, đang xuống dốc kìa. Kia đang đi xuống dốc kìa. Điệu cỏ trên lưng. Thế cô dạ. Bình thường thì cháu vẫn khác nấu ăn ở đây hết à? Ừ, bình thường nó khác nấu ở đây ăn. Ăn ngủ ở đây. Thế là nếu mà thế lương là em có chia cho nó? Lương nó khác làm riêng mà anh. Khác làm riêng à? Ừ, khác, làm riêng. Khác đi làm riêng. Ừ. Nó thế ruộng các kiểu là nó có không? Ruộng nó không có đâu anh ạ. À chỉ có nguyên mới lương ngô thôi phải không? Lương ngô em muốn chả có. Ừ, thế là chia cho nó tự làm à? Ừ. Trên gác này không đi ngô đâu. Hai vợ chồng em là vừa đi đi đâu nhỉ? Em vừa đi tảo ván vậy. Ở đâu nhỉ? Tảo ván. Tảo ván à? Ờ. Tảo ván Quản Bạ phải không? Ờ. Thế vợ ở nhà là bây giờ mới nấu cơm à? Ờ, vợ về nấu cơm chưa? À vợ cũng đi à? Vợ mới đi. Vừa về bảo đang có bị nấu cơm chưa, chờ đứa cháu. À. Đi đám cưới à? Không, đi lên buổi một ít tiền cho thầy em trước vay của thầy em dễ. Ngồi một à, tiền lần trước em vay à? Ừ, lần trước em vay làm gì? Em vay đám cưới. Làm đám cưới à? Ờ. Ừ. Thế hai vợ chồng vừa lấy nhau thôi à? Ừ, vừa lấy nhau rồi. Được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi anh. 3 năm? Ừ. Bây giờ mới giả được nợ á? Ờ. Vay được 3 năm rồi. Ờ. Vay bao nhiêu tiền? Em vay 13 triệu anh ạ. 13 triệu à? Ừ. Thế em lấy vợ là hết 13 triệu à? Ừ. Nhiều đấy nhưng mà cái nợ là... Đợi mình vay thì tính ra nó cũng nhiều nhưng mà mình vay cái số mình không đủ. Có lấy cho chú thôi. Xin cái ghế nào. Chú đứng mỏi chân quá. Đây đây, rồi. Rồi chú xin. Thế nhà vợ là lấy 13 triệu à? Ờ, đấy là số vay thôi đấy anh. Vay bên nhà em rẻ thôi. Còn số tính, còn số mình khác lo kia là còn chưa tính. Khác lo kia bao tiền? Hôm nay kia tính chắc phải hơn chục triệu. Hơn chục triệu à? Ờ. Là tiền thức ăn đấy phải không? Ờ. Còn lấy đi cho nhà vợ là nhà vợ lấy bao nhiêu tiền? Nhà vợ là lấy đi 23 triệu. 23 triệu? Ờ. Thật sao? Bằng một con trâu ấy nhờ? Trước đây bằng hai con trâu và hai con bò mới đủ mà. À, hai con trâu hai con bò. Ờ. Mới đủ lấy vợ đâu, cháu đâu. Thế lấy vợ cũng ác đấy nhờ. Mất nhiều tiền đấy. Hello. Đi đâu về? Cắt cỏ trâu à? Ờ. Sao tóc đứa này nó đỏ đấy nhỉ? Hay là nó tự đỏ nhỉ? Từ đỏ. Từ đỏ này á? Nhìn như kiểu nhuộm ấy nhỉ? Từ bé. Từ bé là thế này rồi à? Ờ. Tóc hơi đỏ đỏ hung hung giống người Tây. Dạ. Ờ. Trưởng thôn bảo là ra đây chú bảo. Cần lo tỏ lo đi. Mình hãy đi là hãy con. Cái bát này là có một cô cho nhá. Vâng. Ừ, cô Ngọc cô cho. Có biết nghe không? Biết rồi. Biết à? Biết đấy, vẫn biết đấy. Thế vẫn biết nói tiếng phổ thông đây. Có một cô Ngọc cô cho. Ừ. Cháu phải gọi bằng cô. Thì cho những cái đồ này thì phải cái bát này này rửa sạch thì úp vào đây nhá. Không được úp vào cái chỗ này nữa nhá. Ừ, còn cái rổ kia đây để đựng rau, đi rửa rau về đựng rau. Còn bát đũa sạch sẽ là úp vào đây nhá. Để ở bên kia tí bóc ra xem. Chú mua hết cho rồi, mua cả mì tôm với cả tiền thức ăn cho nhá. Còn đây là tiền thừa này, hơn 300.000 này. Cầm lấy nhá. Xin nhá. Ừ. Đấy,
số là tiền thừa thì của chị Ngọc gửi cho mình cũng đã gửi lại cho cháu rồi. Vâng. Từ hơn 300.000. Thế á, cầm thiếu gì thì đi mua nhá. Vâng. Cô bóc cái này ra. Úp luôn. Bỏ cái thùng mì ra đi. Để cái giá bát để gọn vào chỗ nào cho nó cố định luôn đi. Để bên kia đi. Để cái giá inox này sang bên cái nồi kia. Để gần bếp ấy. Đấy, lúc nào mình nấu thì mình tiện mình lấy luôn. Còn cái bàn này vẫn để sát vào đây. Nhà là có mâm rồi nên là không mua. Bởi vì mỗi mình cháu ở nhà thì cũng không có ai. Cái đấy thì hôm nào đóng cái đinh này này. Em bảo này, cái này treo lên. Đấy, treo lên đàng hoàng và sạch sẽ vào. Đấy, treo lên này này. Rửa sạch về treo lên. Cái này lấy dao cắt được mà. Cái con dao ấy. Tí bảo cháu đi tráng qua nước đi. Lấy đi tráng đi. Tráng qua xong là úp vào. Đấy, cả cái muôi thìa này, cọ rửa bát này, cọ nồi ấy. Bát con thì mua cho chục cái thoải mái dùng rồi. Đấy, lúc nào ăn cơm xong thì đi rửa xong là đi úp vào kia nhá. Không được để lung tung nhá. Ừ. Bó này rất là ngoan, chăm chỉ, nhanh nhẹn. Đấy, đi rửa qua nước thôi, không phải rửa dầu đâu. Tráng qua nước thôi. Không sợ nó có bát này, bát mới nó có bụi bẩn đấy. Tráng qua xong là úp vào đấy. Xong lúc nào dùng thì dùng luôn. Đấy, đi rửa bát đi nhá. Đi tráng qua nước thôi nhá. Cẩn thận nhá, trơn nhá. Trơn trượt chân là đủ hết đấy. Cẩn thận vào, đi từ từ. Dạ. Cái này bác tải nấu canh à? Ừ. Chai kia dầu ăn à? Đây này, tí làm thịt này ăn này, em này. Làm cho cháu ăn luôn này. Xem gì trưởng thôn? Xem gì đây? Gà nhốt ở đây luôn à? Bên kia là chuồng gà. À, chuồng gà là sát đây luôn à? Đâu anh xem nào. À, nhốt tận bên kia rồi gì? Bắt gà làm gì? Mua à? Có ai hỏi mua à? À, nhà nuôi được nhiều gà phết đấy nhờ. Gà ngan này nhốt hết ở đây. Đấy, cô này thái thịt cho cháu nhá.
hái ra xong là tí đảo lên, xong là trưa nay ăn bao nhiêu thì ăn thôi, xong là để lại tối. Nhà em có tủ lạnh mà nhỉ? Nhà em có mà. Được nhà chú của em có này là nhà có tủ lạnh. Hình như trong thôn này ít nhà có tủ lạnh lắm nhỉ? Ít lắm anh ạ. Chỉ có mấy nhà ở ngoài mặt đường kia với nhà nhà trưởng thôn chưa có mà. Vâng, nhà trưởng thôn chưa có đâu. Nhưng mà nhà em cắm được tủ lạnh không? Có. Vẫn dùng được tủ lạnh à? Dùng được mà, cắm được. Cắm được tủ lạnh, cắm được tivi phải không? Cắm được tủ, cắm được tivi nhưng mà không có điều kiện. Không có điều kiện mua à? Cái tủ lạnh nó cũng rẻ thôi mà. Vẫn rẻ mà. Có cái loại bé này thì nó có 2-3 triệu thôi. Vâng. Thoải mái dùng rồi. Thế chiều nay đi làm gì? Trưởng thôn hỏi chiều nay đi làm gì? Chiều đó chị là cái gì? Cũng không chiều thì cũng không phải đi làm gì nữa. Chỉ tầm khoảng 3-4 giờ đi cắt bó cỏ sau cho hoa chú thôi. À, chiều vẫn đi cắt cỏ trâu à? Chiều đi cắt cỏ trâu. Bởi vì mùa này cũng là trồng ngô xong rồi nhỉ? Trồng ngô cây lúa xong hết rồi. Rồi chỉ chăm trâu, chăm bò, chăm gà ở nhà thôi. Úi, rơi một miếng rồi đấy. Từ từ thôi. Bó này được cái rất là nhanh chân nhanh tay. Con gái nhưng mà nhanh chân nhanh tay. Mấy ngày không được ăn thịt rồi. Chủ thôn hỏi xem nào. Hôm nay mình sáng nay nọ này rồi. Phải thật. Lâu lắm. Lâu lắm là bao nhiêu lâu rồi? Hôm nay là tôi thấy kia. 2 tuần. 2 tuần không được ăn thịt rồi à? 2 tuần. Toàn ăn rau à? Toàn ăn rau rồi. Đấy, cái này cứ úp ở đây, nếu mà bẩn về đi rửa nhá. Đi rửa sạch vào. Cả bát, bát thì lúc nào ăn xong thì để vào trong chậu xanh này này. Xong đi rửa xong là úp hết vào đây. Không được để ở cái bàn kia nữa. Ăn cơm đi, bê ra, bê cơm ra ăn đi. Chú không ăn đâu. Làm gì ấy cô? Em lấy phần mì để trên đây cho anh ạ. À, để mì tôm lên trên đấy. Em để cho sợ chiều con của trẻ con nó lấy. Sợ trẻ con vào trộm á? Ở nhà không có cửa nha. Cửa phải để cao đi. Nhưng mà hôm nào phải lấy cho cháu nhá, cháu thấp không lấy được đâu nhá. Để lúc là sáng tối mình lấy hộ cho nó cũng được mà. Đấy. Kiện mì tôm còn phải cất lên trên lên trên gác nha, không sợ trẻ con nó vào trộm mất. Thực ra trẻ con nó cũng đói, không nhận không, không có gì ăn. Là nó mới rình rình nó vào lấy thôi, nó ăn thôi. Không có cái gì thì nó sẽ rình màu. Đấy. Hai cái... Bắt cho bên kia kìa, để cái giá kìa. Mỗi phiên này nè. Mình thường ăn cơm là kê kiểu gì? Kê cái chậu kìa? Kê cái chậu. À, úp cái chậu xuống là để cái mâm cơm lên à? Đạp lên trên mà cái chậu. Hay là lấy cái to to kia kìa. Cái to kìa, đỡ phải buông lên. Đấy. Cái bé nó lên. Tí để đổ hết xuống. Ít tạc, ít tạc, tạc ra gió một tạc nữa không? Cẩn thận nhá, lại đổ hết nhá. Đây, bát bên này này. À. Đấy lấy bát này luôn này. Không thì lấy bát khô của cháu úp kia cũng được. Bát nào cũng được. Sáng nay là chú quên mua cái chai dầu rửa bát đấy. Hôm nào chú lên chú mua vào cho. Lấy một cái chai to về rửa bát. Một chai thoải mái dùng mà. Nên nó
Hai đứa này là sáng đi cắt cỏ trâu cả buổi sáng. Mấy giờ đi đi cắt cỏ trâu? Đi từ mấy giờ rồi? Đến một giờ trở tên. Đi từ lúc 7 giờ. À, 7 giờ mới đi à? Lấy đi ăn đi. Thôi ăn cơm đi nhá. Chú xin phép chú đi về đây nhá. Ừ. Ăn cơm đi. Xong là chiều lại đi nghỉ ngơi. Xong là đi cắt cỏ trâu cho chú nhá. Ừ. Chú đi về đây nhá. Xong là tí ăn xong lại phải rửa bát nhá. Ừ. Xong là úp vào đấy nhá. Chú đi về đây. Đi, chuẩn luôn này. Xong đi về đi. Trờn quá. Ui, lấy rau ngót về à? Sợ thật cái đường này. Đường này đi lóng ngóng là vô ích luôn. Cô không sao ăn cơm à? Không, thì em ăn rồi. Em ăn rồi à? Sang ăn cơm cùng cháu kìa. Nhắm nước anh đi về luôn đây. Về luôn à? Ờ nhá. Hôm nào anh lại lên nhá. Ờ cái thịt đấy thì đấy nhá. Thịt đấy hôm nào nấu cho cháu ăn nhá. Vâng, thì để cho cất. Cất để cho cháu ăn. Em ăn cùng cũng được thôi mà, không sao đâu mà. Nhưng mà phải nấu cho cháu ăn cùng nhá. Đường sợ thật. Cái này ông nào mà say rượu thì lăn xuống ruộng ngay. Mấy trận đây rồi. Mấy người lăn xuống đây rồi à? Ít nhất một lần cũng phải 2-3 lần đấy. Anh đau cổ quá chuẩn luôn ạ. Tại hôm qua dính mưa. Cứ dính mưa là bị luôn. Đi lại gió, thời tiết gió thay đổi. Cái gì? Máy hút nước. Máy hút nước à? Của em hôm qua lại mang về. Cắm điện ra tận đây à? Hút nước đi ra ruộng à? Cắm điện ra như tận nhà chủ cô ấy. Ôi trời ơi, xa thế. Ở dưới kia thiếu nước à? Cái nguồn này là không biết là được 2 năm nay là nó không ra rồi nên là mình phải nó không đủ nước nên là hỗ trợ cả máy bơm đi vào bơm nước vào ruộng cơ. Thế chả tốn bao nhiêu tiền điện, đường tấn điện xa thế. Nhưng mà điện trên chỗ nhà em khỏe mà nhờ. Hôm nào gom tiền đấy mua cái tủ lạnh đấy trưởng luôn. Mua tủ lạnh về dùng mùa hè này này. Hôm nào anh xem có cái tủ lạnh cũ nào anh gửi cho. Anh xem ở dưới Hà Giang anh bảo nhá. Bây giờ mua cái tủ lạnh nó cũng 1 triệu, hơn triệu có mà. Tủ gia đình kia. Để đấy cũng ít tiền thôi mà. Ừ.